Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2016. Thành Luân chúng tôi đang bốc xếp bộ bàn ghế ăn mẫu hoa lan tây Louis thời Pháp bằng gỗ gụ đi lên xe để đi thành phố Việt Trì. Quý vị đang thấy trên màn hình đây. Bộ bàn ghế ăn này gồm có 6 ghế một bàn. Bàn là bàn tròn mâm xoay. Tôi đang chuyển ở bốc xếp hàng lên cho chị Lan, chị ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ở đây không cần được. Đây, quý vị đang thấy đây là chân, đây là cái chân đế và đây là cái mặt bàn. Mặt bàn này là bàn tròn mâm xoay, đây là cái mâm xoay. Được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi anh Vách Ly Trần theo đúng lối cổ truyền của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Cái bàn này có khi là để làm yên vị lên đây luôn, nó rộng mà. Cứ đặt đặt xuống đi hiện thôi, đặt xuống dưới đi để cho chân lên trước. Cứ cho xuống đất, chú Biên ơi, cho cái này xuống đất xong đặt cái đấy lên. Cho cái này xuống đất đi. Bác đỡ khoanh đi. Ông già cũng rất khỏe. Đặt xuống đất đi, chú bảo. Có 6 ghế thôi, 6 ghế một bàn thôi. Đi thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ. Đây quý vị đang thấy trên màn hình đây, chúng tôi cũng quay cái lia qua một lượt nữa để quý vị thấy được. Cũng như là chị Lan thấy được trước khi chứ trên trục đường đi, chị Nhật Lan ở nhà chờ đợi thì cũng xem cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân đã bốc hàng lên xe. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.